Trời đất ơi, hình như tụi nó đang làm cái gì ở đằng kia mà hả? Đứa thì đổi cái đầu tivi, đứa thì đổi cái đầu hả camera, còn tao Huy nấp thì nó chui vô cái bồn cầu vậy. Ôi ơi, mọi người đang làm gì vậy? Đang làm gì vậy? Tôi đang chơi trò cosplay Skibidi. Cái gì cosplay Skibidi hả? Tôi là cameraman, còn chị Na là TV-man, và tụi đang cố gắng đánh bại Huy Skibidi. Huy nấp Skibidi sao? Ôi trời ơi, vui quá vậy, cho tôi chơi với, cho tôi chơi với. Mày muốn chơi tìm một nhân vật cho mày đi. Ôi tìm một nhân vật, cả biết tìm nhân vật nào bây giờ? Ai đợi xíu nha, đợi xíu nha. Trong Skibidi còn nhân vật nào nữa không thì comment giùm tôi nhé. Biết giờ ông giải nhân vật nào, bây giờ TV bây giờ cũng mất rồi thì bây giờ chúng ta đúng rồi, chúng ta còn Speakerman mà nhỉ. Được rồi thì bây giờ mình sẽ mượn cái loa này của Huy đắp để mình sẽ đóng giả người loa luôn các bạn ơi. Hay chưa? Tôi đã trở thành Speakerman bằng cách đổi cái loa vô cái đầu này các bạn ơi. Được rồi, bây giờ thì mình đã có thể tham gia vô được cái trò cosplay cùng với mọi người rồi. Let's go. Trời ơi, đông quá sợ quá trời ơi. Đúng rồi, tôi tới đây để hỗ trợ cho mọi người. Được rồi, lượt theo Huy nấp Skibidi đánh bại hắn thôi nào. Vui quá các bạn ơi. Nó đang chỗ kia kìa giác ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta tới bắt Skibidi Huy nấp thôi nào. Hello. Hay cha. Chết mày chứ con. Huy nấp thôi, Skibidi đã bị bắt rồi các bạn ơi. Vậy là đội hai camera man chiến thắng rồi. Ôi vậy, ôi chị đã bị. Đúng rồi, bắt được Skibidi rồi, đội Skibidi của Huy nấp thua. Dạ rồi, trở đây. Hôm nay chơi vậy được rồi, tôi đi về nhà có việc. Bye bye. Ok, tôi cũng vậy. Được rồi, hôm nay cảm ơn mọi người đã chơi vui nha. Được rồi, đi về thôi. Bye bye nha, đi về thôi nào. Bye bye mọi người. Trời ơi, hôm nay quả là một ngày chơi trò cosplay Skibidi vui quá các bạn ơi. Trời ơi, quên mất mình chưa tháo cái loa ra khỏi cái đầu này mình nữa, để mình tháo ra coi. Hay cha. Ôi sao tháo được vậy? Hay cha. Ôi cho nó cứng quá vậy trời. Sao tôi không có tháo được cái này luôn vậy? Trời ơi, sao tôi tháo không được vậy các bạn? Nó cứng quá. Chết rồi, mình bị kẹt, mình phải nhờ ai đó tháo ra giúp mình mới được. Ôi trời ơi, có thể tháo được giúp tôi cái đầu này được không hả? Cái gì? Skibidi hả? Sao có Skibidi ở đây vậy các bạn ơi? Ôi trời ơi, tôi không phải là Speakerman, tôi là tô gà, tại vì bị kẹt được cái loa mà chết rồi các bạn ơi. Chết rồi, hiểu lầm rồi, không phải. Tôi không phải là Speakerman đâu, đừng có bắt tôi mà. Có ai không? Cứu tôi với, có ai không? Cứu tôi với, ai vậy? Ôi trời ơi, ai vậy? Ôi trời ơi, ai vậy? Ôi trời ơi, có sao không? Con này bị Skibidi với hả? Dạ đúng rồi, đó là Skibidi kìa. Giúp con với, bắt con. Nhưng mà đây là... Ta xin giới thiệu, ta chính là Speaker Woman. Hay còn gọi là cô gái người loa. Cái gì? Speaker Woman chứ không phải Speaker Man nữa hả các bạn ơi? Được rồi, con cũng là giống loài của ta. Thì con hãy đi theo ta đi. Ôi, nhưng mà con không có phải là Speaker Man. Nhanh lên đi, chứ Skibidi tới. Skibidi tới, Skibidi tới. Đây lại. Trời đất ơi, các bạn ơi, mình bị hiểu lầm là Speaker Man luôn rồi. Ủa mà cô Speaker ơi, cô đang dắt con đi đâu vậy? Đi đến nhà của ta, đó chính là nơi an toàn. Nhà của cô Speaker. À trời ơi, không ngờ Speaker Man có nhà luôn kìa coi. Ôi, đừng nói là wow, đây chính là căn nhà của Speaker Man. Sao các bạn nhìn kêu wow, đó bự quá vậy trời. Tôi giới thiệu với con, đây chính là căn cứ Speaker Man vô cùng hiện đại và an toàn. Được rồi, để mình đi vô tới coi. Ui, hình như đó chỉ là bên trong căn nhà này sao? Wow, đây ai kia kìa. Cảm ơn, phải hỏi ngươi là ai vậy? Tôi là tô gà, con là tô gà. Đây chính là một đứa bé Speaker mà em mới vừa cứu nó khỏi Skibidi đó. Ồ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Ôi, ai đây nó vậy? Nhìn tí tẹo quá vậy các bạn ơi. Đây chính là con của ta, Speaker Boy. Speaker Boy hả? Speaker Man. Thì ra đây chính là một gia đình Speaker luôn các bạn ơi. Chúng ta có Speaker Boy này, đây là Speaker Woman và bên kia là Speaker Man. Còn anh tên gì? Ôi, anh tên gì vậy? Anh tên là Toga TG. Vậy giống sẽ là Speaker Toga. Cái gì Speaker Toga? Trời đất ơi, mà mấy người này vẫn tưởng mình là người lo thì các bạn, trong khi là cái đầu tôi chỉ đang đội cái lo lên, tôi không tháo được thôi à. Mà mama con nói bụng. Ô, cái vậy? Ô, trời đất ơi, Speaker Baby đói bụng rồi kìa. Lên bàn ăn đi, để tôi đem đồ ăn xuống. Ok ok, lên bàn ăn. Ôi, hình như đây chính là bàn ăn này. Wow, công nhận hả, cái gia đình Speaker Man này nhìn cũng hiện đại phết. Không biết chúng ta sẽ ăn món gì. Ôi, hình như hả mama đang cầm cái món gì. Ôi, cầm cái đĩa hả? Chính là món ăn của Speaker Baby. Cái gì? Món ăn hả? Sao món ăn mà nhìn như một cái đĩa nhạc vậy các bạn ơi? Ôi trời ơi, nó ăn được luôn kìa các bạn ơi. Trời ơi, thì ra là những cái Speaker Man này ăn cái đĩa nhạc các bạn, chứ không phải ăn đồ ăn bình thường. Vậy thì làm sao mình ăn được trời? Cái này là của con. Của con hả? Dạ con biết coi. Chồng ta. Ok, rồi. Trời đất ơi, giờ làm sao mình ăn đây các bạn ơi? Ăn này ngon quá, ngon không? Ăn bắp cái đợi cứng ngắc nữa trời. Dạ con ăn xong rồi hai người ơi. Dạ. Ăn xong rồi thì lên nghỉ ngơi thôi. Ủa nghỉ ngơi á? Phòng nè. Lên phòng nghỉ ngơi sao? Được rồi, đi theo ta nào. Ủa đi theo hả? Mama Speaker nghe các bạn ơi, đi ngủ à. Được rồi, để coi bên trên phòng ngủ của Speaker Man nó như thế nào coi. Wow, bên trên này là một cái phòng luôn này các bạn ơi. Wow, phòng hiện đảo vậy. Ôi, bên này một phòng, bên này một phòng nữa, bên này một phòng nữa, là ba phòng lần sau. Quá trời là phòng luôn nè các bạn ơi. Ủa gì vậy? Đây chính là phòng của con. Ủa, đây là phòng của con sao? Wow, còn phòng ở giữa này là của ai vậy ba mẹ? Chính là phòng của ba mẹ đó. Còn bên này là phòng bên này là của
Speaker Baby. À ok ok, vậy là mỗi người đều có phòng các bạn ơi. Wow, thì ra đây chỉ là một cái phòng của Speaker Man này các bạn. Gia đình này thiệt là chu đáo, chuẩn bị cho mình sẵn một cái phòng luôn nè. Nhưng mà không sao, ở đây cũng vui các bạn, mình có thể trải nghiệm được cuộc sống của Speaker Man là như thế nào. Thôi được rồi, đi ngủ cho khỏe thôi nè các bạn ơi. Ủa cái gì vậy? Ai nghe gõ cửa vậy trời? Em chơi với. Ủa ai vậy? Hình như là Speaker Baby á, làm gì ở đó vậy? Vô đây chạy đây Speaker Baby nè các bạn. Em muốn chơi với anh, em chưa muốn ngủ. Trời đất ơi, giờ này trễ rồi mà chờ đây mà mình chưa muốn ngủ sao? Giờ này còn sớm mà ngủ cái gì? Ủa sớm gì mà sớm, thôi được rồi, nhưng mà em muốn chơi cái gì cơ? Chúng ta chơi nhảy đi, nhưng mà chơi nhảy hả? Ủa bật nhạc là sao, làm sao để bật nhạc? Ủa cái loa anh không bật nhạc được. Ủa, hả? Cái loa bật nhạc. Ủa chứ được các bạn ơi, quên mất Speaker Baby là có thể bật nhạc cái đầu loa của nó. Đúng rồi, cái loa của anh nó bị hết pin, nó bị hư rồi nên là không có bật nhạc được. Thì thôi để em bật nhạc cho. Ủa em bật nhạc hả? Dạ. Ôi hình như nhạc lên rồi kìa. Wow, Speaker Boy Baby đang nhảy nè các bạn. Được rồi, bây giờ mình cũng nhảy theo thôi nào. Nhảy nè. Wow. Vui quá đi bất trời. Được rồi, công nhận Speaker Baby dễ thương thiệt các bạn ơi. Yo. Hôm nay ba mẹ đi có việc nên con với em ở nhà nha. Ôi dạ con biết rồi. Ui hôm nay ba mẹ đi có việc gì vậy ta? À ba mẹ em thường đi gọi là giải cứu những Speaker Man khác. Hiểu rồi, vậy là như giống giải cứu anh vậy đúng không? Thì ra là vậy, các bạn gia đình Speaker Man này có nhiệm vụ là đi giải cứu những Speaker Man khác. Ba mẹ mình đi rồi mình lén đi chơi đi. Cái gì lén đi chơi hả? À, em muốn đi đâu đó khám phá, anh dẫn em đi đi. Ôi anh dẫn em đi thôi được rồi, nhưng mà biết đi đâu bây giờ, được rồi đi theo anh này các bạn ơi. Trời ơi Speaker Baby hôm nay muốn ra ngoài chơi nè các bạn. Chúng ta biết dắt nó đi đâu bây giờ hay là đúng rồi, hay là chúng ta dắt nó về làng xin tố thử coi sao các bạn ơi. Lâu lắm rồi mình cũng chưa về làng xin tố. Dạ dắt em đi thử. Đúng rồi, được rồi, vậy bây giờ em hãy cùng với anh đi tới làng xin tố lên nào. Let's go. Xin giới thiệu với em, đây chính là làng xin tố, làng của anh đó hả? Làng của anh từng ở, và bây giờ anh sẽ giới thiệu em với những người bạn của anh. Let's go. Sao mà nhổ mà cái loa đó cứ dừng hoài vậy nha? Tự đang có sự nè. Trời đất ơi, hình như cái loa đang sửa hay gì đó. Dắt ơi, đang làm cái gì vậy? Cái loa bị gì vậy? Là cái loa nó bị hư á. Ủa cái loa bị hư hả? Trời đất ơi, đang nhảy mà loa hư à, quên. Được rồi, xin giới thiệu với mọi người, đây chính là Speaker Baby nè. Ủa này là ai? Dạ sao nó có cái loa trên đầu luôn vậy? Trời đất ơi, đó không phải là cái loa trên đầu mà đó chính là cái đầu loa thiệt sự đó, đây chính là Speaker Man thiệt sự. Thiệt hả? Đúng rồi, thiệt mà. Ủa nghe nói anh chị muốn mở nhạc đúng không? Để mở nè. Đúng rồi ạ. Quên mất Speaker Baby có thể mở nhạc. Speaker Baby mở nhạc rồi, được rồi, em ơi nhảy thôi nào. Trời đất ơi, đúng là có Speaker Man tiện lợi thì các bạn ơi, chúng ta có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi. Yo yeah. Cái gì? Ôi mọi người nhìn kìa. Cái gì? Skippy đi kìa các bạn ơi. Trời đất ơi, sao hắn tới đây vậy? Không lẽ là hắn tới trả thù lần trước hắn đã bị tiêu diệt sao? Cái lũ Speaker Man tụi mày đã đánh bại bao tay, ta tới đây để trả thù. Cái gì? Trả thù, trả thù mọi người ơi. Chạy thôi Speaker Baby ơi. Trời ơi, trời ơi, đáp án kìa, coi chừng. Mình đã lỡ tiêu diệt con của nó, bây giờ nó đã trả thù kìa. Chúng ta hãy chạy ra khỏi làng xin tố, nhanh lên Baby Speaker. Speaker rồi, ôi coi chân kia ơi. Speaker Baby bắt Speaker Baby rồi. Cái gì? Anh hai ơi cứu em. Giờ phải làm sao bây giờ các bạn ơi? Đừng hòng cứu được đó. Ôi Speaker Baby ơi, trời đất ơi, Speaker Baby bị bắt luôn rồi các bạn. Bây giờ mình phải về lại nhà Speaker Man gấp để mà báo cho ba mẹ nó biết, nếu không là mình sẽ bị cái tội là dẫn em nó đi bậy bạ rồi bị bắt. Chết rồi ba mẹ ơi. Speedy Speedy đó, nó bắt em, nó đã bắt con của chúng ta rồi. Cái gì? Tại sao nó bắt được? Trời đất ơi, chuyện là em nó muốn con dẫn vô làng xin tối nên là bị Speedy tấn công và bắt đi rồi. Cái gì? Con cũng không biết nữa, nhưng mà nó đã bắt em của tụi mình đi đi bay đi luôn rồi. Con xin lỗi ba mẹ. Chứ con nào dám bắt con ta? Chính là ta rồi đó. Trời đất ơi, nó tới rồi kìa, chính nó ba mẹ ơi. Đó chính là Skibidi kìa. Đúng vậy rồi, và bây giờ ta sẽ bắt hết tất cả. Ôi, đáp án kìa mọi người ơi, coi chờ. Trời đất ơi, bây giờ chúng ta phải làm sao để các bạn ơi, lao lên tấn công luôn kìa mọi người. Trời ơi, bây giờ mình có thể làm gì để giúp được họ đây trời? Hãy lên tầng cao nhất của tòa nhà kết hoạt cái đội chiến đấu đi con. Lên tầng cao nhất tòa nhà để kết hoạt cái đội chiến đấu hả? Con biết rồi, được rồi, để mình lên tầng cao nhất rồi. Đúng rồi, mình quên mất là tầng cao nhất nó có một cái gì đó mà mình bị chặn cửa rồi, mình không có lên được rồi. Đây rồi, đây nó có một cái bản chặn này, nhưng mà mình sẽ leo lên luôn. Đây là đâu vậy? Đây rồi. Wow, hình như đó chỉ là tầng cao nhất của tòa nhà này các bạn. Được rồi, kết hoạt chế độ chiến đấu nào hãy cha. Kết hoạt chế độ chiến đấu cho ngôi nhà nào các bạn ơi. Căn nhà của mình nó đang trở thành một con robot khổng lồ Speaker luôn rồi. Không ngờ căn nhà này là một con robot bên trong này các bạn. Wow, quá đỉnh luôn. Ôi nhưng mà ba mẹ của mình đâu rồi? Trời ơi, chuyện gì hết tụi đâu rồi? Giờ tới được ngươi. Sao vậy? Ôi, được rồi, ngươi dám sao? Được rồi, bây giờ ta sẽ xử ngươi bằng cái con robot ngôi nhà này đây. Hay cha, cha 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 đi, cha đi, cha cha cha. Mày đã con, mày đã con. Ôi, nó dám bỏ chạy sao? Ta sẽ được cho nó. Mình phải được cho nó, các bạn không để nó bỏ chạy được. Nó bắt ba mẹ của mình với là em của mình rồi, chạy theo thôi.
chém ra thằng này. Mày đứng lại. Ôi dính nó lên kia các bạn ơi. Mày nè. Wow, thanh kiếm này có thể chém ra sức mạnh sóng âm thanh luôn này các bạn. Như này cho được rồi. Bây giờ nó đâu rồi? Hắn chưa đầu hàng mà hắn bỏ chạy kia các bạn ơi. Được rồi, đứng lại cho ta. Tớ này, ngươi phải đứng lại cho ta để không ta chửi ngươi tí đó hay sao? Ôi cái gì vậy? Cái gì vậy? Nó trở thành con gì khổng lồ quá vậy? Ngươi đã chọc điện ta rồi đó, tên speaker tô gà kia. Bây giờ ta sẽ coi ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta là như thế nào. Sức mạnh thật sự quá sao? Sao trời bắt đầu tối sầm lại luôn rồi kìa các bạn ơi. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Trời đất ơi, nó bắn ra cái gì vậy? Ôi trời ơi, nó bắn đâu quá trời tên lửa luôn kìa. Ôi nè, trời ơi. Sao nó bắn mình như vậy trời ơi? Bây giờ nó trả đồ. Ôi da, nó bắn xuống mình rồi trời ơi. Nó bắn nổ quá trời quá đất luôn kìa. Mình sẽ không chịu thua đây. Sống âm thanh của Speaker Man nè. Cho chết đi. Rồi nó cứ bắn qua luôn kìa các bạn. Tên lửa đây rồi, mình không sợ đâu rồi. Cho mày đây con. Giữ ra âm thanh nè. Skippy đi kìa. Ta. Được rồi, bây giờ mình sẽ dồn sức mạnh vô để bắn xung quanh đó luôn. Hay cho kết liễu nó thôi nè các bạn. Hay cho yeah, tiêu diệt nó thành công rồi các bạn ơi. Còn gia đình Speaker Man đâu rồi? Hình như mình thấy mọi người đã ra rồi kìa các bạn ơi. Wow, rồi thấy rồi. Được rồi, để con thoát ra khỏi cái con robot ngôi nhà này đã. Được rồi, hay cho mình thoát ra khỏi được cái con robot khổng lồ này rồi nè các bạn. Được rồi, hello gia đình mình ra trả đời. Con đã cứu được mọi người thành công rồi. Mình chết rồi, mình quên đổi cái đầu mình vô rồi các bạn. Chết rồi, con lỡ mất tiêu rồi. Vậy là con không phải là Speaker Man giống bọn ta sao? Dạ đúng rồi, vậy thật ra con là con người chứ không phải Silkin Speaker Man đâu. Xin lỗi mọi người vì đã lừa mọi người nha. Ủa, không sao đâu, vì sao con đã cứu được tụi tao rồi nên cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn mọi người cũng đã cho con một cái trải nghiệm làm con của gia đình Speaker Man vô cùng thú vị luôn các bạn. Được rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video này. Đừng quên like, và subscribe. Còn nếu các bạn muốn coi về Speaker Man nữa thì đừng quên bấm vô video này. Còn bây giờ thì chào mọi người đi gia đình ơi. Bye bye đi. Bye bye. Chào mọi người.